Đây anh em nhỉ, đây là cái con đường mà mấy cái video trước tôi cũng giới thiệu với anh em rồi. Ở bên trong này là có một cái tủ, mà chỉ hai thuê bao duy nhất. Đó, thuê bao kia dùng được 2 năm rồi, bây giờ còn mỗi một thuê bao duy nhất thôi. Một cái thuê bao mà cái từ hộp cáp đến nhà khách hàng rơi vào gần 1 cây số. Đây, đây là con đường vào nhà khách hàng đấy nhỉ. Ở cái khu vực này là toàn đồi keo luôn. Đấy, đây là hàng dây điện của nhà khách hàng đi này. Nhưng mà cái hướng cáp nó chạy sang bên kia. Mùa, khi nào mà mùa mưa ấy là cái đường này toàn đặt xe máy ở ngoài bên kia, đường này không vào được, xe máy đi không đi được luôn. Hôm nay thì sự cố nó vừa mới lên cách đây tầm 1 tiếng và ông bác gọi vào để sửa. Hôm nay sẵn có máy hàn rồi cho nên tôi mang vào tôi sửa luôn. Đây anh em nhá, đây nhà khách hàng đây này. Chạy ra đây là gần 100m rồi này. Nhìn công tơ nhá. Đây. Đây. Đây cái đường dây đấy ạ. Đường dây đi lên trên cái cây keo đây này. Đi theo cái đường dây điện này. Đây mấy tháng thì là bị đứt ở trên này, xe keo nó đi qua làm đứt ở đến này. Hôm nay tôi biết chỗ rồi, tôi nghi là nó ở bên kia, bởi vì bên này là hôm trước là cái nối ở bên kia. Đây nhá, đây đường dây này nó đi theo thôi. Đây nó cứ đi theo cái đường cáp, đường dây điện ở đây. Đấy, chui qua hết cái rừng keo này, đi theo cái con đường này. Vào trong này thì không có sóng anh em nhá. Tuyệt đối là không có sóng điện thoại. Chỉ có sóng để gọi thôi, còn không có 3G, không có 4G gì cả. Đây nhá, đây đi thẳng đây, xuống kia. Đây anh em nhé, không biết có vào được nữa không ấy. Sợ. Đây là một. Chết mẹ rồi, khóa mẹ rồi. Khóa mất rồi anh em. Trời trực quốc bộ nhảy xuống đây. Nghe tiếng ong ở đâu rồi nhỉ? À, ong người ta nuôi ở mãi bên kia kìa. Sao không vào được trong này nhỉ? À đây, đây, đây. Đây, đi đường này nhỉ?
cầm mũi máy hàn vào, nó nặng. Kiểm tra pin phát. Ok. Ở trong này đợt trước có một đại gia họ làm cái khu này. Tuy nhiên bây giờ họ không dùng nữa. Xấu lắm. Chủ quan quá. Họ xây một cái biệt thự ở trong này. Ở đây 30 mấy hecta này. Đợt trước tôi quay video cho anh em đấy, khảo sát vụ camera đấy. Nhưng mà cái vụ camera là không thành công. Ở cái cột này có một điểm nối này. Chúng ta thử đo tín hiệu ở đây xem. Đây anh em nhé, nếu mà anh em hàn dây thuê bao này. Hàn dây thuê bao thì anh em dùng. Tôi mang ống nung vào rồi. À đây. Đây cái ống nung anh em. Anh em đưa cái ống nung vào trong này. Đấy. Dùng kim chuốt, chuốt sợi quang. Đây anh em này. Đây là một cái biệt thự luôn. Biệt thự quay ở đây 30 mấy hecta luôn. Nhưng mà bây giờ là ở đây, đây không còn ai ở nữa, chỉ còn mỗi người trông thôi. Đây cái đường dây nó đi theo đây. Hôm nay tiện cái máy hàn cho nên không mà. Điện hôm nay có máy hàn thì mang vào hàn luôn cái điểm hôm trước nó bị đứt. Đây, ở đây hết là cái nhà luôn.
Ở trên này đợt trước là trồng, cây gì nhỉ? Cây na. Cây na mà có một cái video tôi review cho anh em đấy. Video đấy cách đây tầm 2 năm rồi chứ mấy. Đây, hồi trước là một cái trang trại. Hết cái dập này. Là một cái trang trại để nuôi gà. Đây nha, tôi hàn là cái điểm này. Hôm trước nó bị đứt ở đây. Sẵn có máy hàn thì hàn luôn. Đây là mấy cái... mấy cái tòa nhà như này. Đấy, thuê bao cái tủ cáp này là tủ 8. Nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một nhà. Là cái nhà mà ông bác tôi đang sửa đây. Đợt trước mình cũng kéo dài thật. Thuê bao này 1 cây số. Cái thuê bao này tôi triển khai đúng ngày anh em. Một ngày là xong. Căn bản là toàn kéo qua rừng ấy. Đây nha. Đi khoảng độ tầm 200 mét nữa. Xong từ đây lên trên kia khoảng độ 300 mét nữa. Tí tôi sẽ cho anh em thấy cái tủ cáp nữa ở đâu. Đợt trước mình cũng hay kéo mấy cái thuê bao xa như này lắm. Nhưng mà đợt này rút kinh nghiệm rồi. Nói chung là kéo thì nó cũng đơn giản thôi anh em nhé. Nhưng mà cái thời gian không phải anh em mà kéo xong là để đấy. Sau một thời gian nó sẽ hư hỏng. Và anh em lại phải trực tiếp đi xử lý thôi. Cho nên là cái vấn đề mà sau bán này thì nó rất quan trọng. Ví dụ như thuê bao nhà này thì ít nhất nó đứt một độ tầm 3-4 lần rồi. Nhưng mà nhà này nó cũng... thuê bao này thì nó cũng khá là dễ sửa. Nó cũng không phải khó khăn lắm. Bởi vì có mấy điểm nối rồi. Theo cái ga lai để triển khai thì một tủ cáp nó chỉ có 2 thuê bao từ 700 m, từ 500 m này đến 700 m đổ lên. Nên nếu không có cột như này ấy, thì anh em được từ chối triển khai nhé. Tuy nhiên kéo thì nó rất đơn giản, nhưng mà quan trọng nhất là sau này bảo hành bảo trì ấy, lúc đấy nó mới gặp vấn đề. Đấy, cái điểm 1 cây số này là nối, đây là lần thứ 3 nối rồi này. Điểm thứ 3 nối nhá. Ba lần nữa rồi.
ở trong này không có sóng nên không biết không kiểm tra được là tín hiệu có hay chưa. Gọi bà xem. Ông à? Alo. Ông à? Ơi. Ông lên xem cái wifi nó còn đèn đỏ nó không ông? Nhớ ông kiểm tra lại giúp cháu ấy lại để cháu hàn lại mà. Ờ, để xem không còn đèn đỏ nhá. Vâng. Hết đèn đỏ rồi. À vâng. Alo. Vâng. Hết đèn đỏ nhưng mà một đấy một đèn nó cứ nháy nháy. Không sao đâu. Cứ khi nào mà vào mà sửa là ông thường cho tiền anh em nhé. Đấy, ông chắc cũng thường. Thuê bao khá là xa. Ông toàn cho tiền, toàn cho 200.000 thôi. Thấy vất vả. Vào đây thì nó mất cả buổi, nhiều khi mất cả buổi đấy. Lần cái này mà không có đồ đạc gì thì khá là lâu. Cho nên là cứ khi nào mà mất là phải vào xử lý luôn cho ông. Xa cũng chơi. Quấn như này thì nó rất là an toàn đấy nhá. Quấn rất là tốt luôn. Băng dính này. Nhiều thuê bao mấy năm rồi mà chưa bị lại luôn. Làm cái mang sông kia nó dễ nhưng mà mang sông kia thi thoảng mới đặt được hàng. Ít hàng. Có thì làm rất là tiện. Đỡ phải quấn nhiều như này. À, ok anh em nhé, đã đèn xanh rồi, đèn xanh thì chứng tỏ là nó đã có tín hiệu rồi. Ở đoạn này thì nó không có sóng cho nên không kiểm tra được tín hiệu ở trên cái điện thoại. Cho nên cứ khi nào mà xử lý một người ấy, thì phải gọi cho ông bà để xem ở ngoài kia nó có đèn ok chưa. Đấy, không ấy chạy đi chạy lại nó rất là mệt. Đây, được cáp đấy. Đấy, đi như này. Đấy, đi thẳng ra.
từ đây lên đến tủ cáp là còn 300 mét nữa. Từ đây chạy ra đến 100 mét. Một cái biệt thự rất là hoành tráng luôn này nhá. Ở đây làm một cái bể bơi này. Bây giờ gọi như là bỏ hoang luôn. Đấy, định làm trang trại nuôi lợn. Toàn mạng e này, tí ra ngoài này mới được. Đây là cái chỗ để nuôi nuôi chó hay sao ấy. Đợt trước là hình như là để nuôi chó. Xung quanh đây là toàn đồi keo hết anh em, toàn hết đồi keo luôn. Đây một cái ao, một cái ao này thả cá. Đấy anh em, nó có tiền thì về đôi đầu tư cũng được, quá hợp lý, có sẵn mạng wifi rồi không phải lo. Ui sâu phết đấy anh em. Alo. Chưa. Alo. Ờ, anh Đạt à? Vâng. Ờ, anh cho máy nhổ cái cột điện rồi nhá. Vâng, vâng, ok anh. Anh cứ ném ở kia đấy, lúc mà để lại cho anh xin anh làm cột điện nhanh luôn. À, vâng, cái này nó thanh lý thì... Xin khỏi vướng rồi. À, vâng, vâng. Để... Cho bên đây là anh cứ để đây xem là làm cột điện mình nhỉ. À, để em phải bảo lại bọn kia đã. Bởi vì cái này nó, nếu mà nó không dùng nó thanh lý đấy. Để em phải bảo lại đội kia đã, bởi vì nó thanh lý là mấy trăm một cột đấy anh ạ. Vâng, vâng, vâng. Ok. Đây, ngày xưa đường này đi nhiều ấy. Đường này đi nhiều ấy. Rất là mượt, nhưng mà từ khi cái nhà kia bỏ, đường này chả có ai vào mấy, có mỗi dân người ta hay đi chặt keo, người ta đi qua đây thôi.
dây thuê bao giống như kiểu dây cáp truyền dẫn đấy, cách rất là xa, khoảng cách khá là xa. Lên với ông ngồi hút thuốc lào tí xong anh ạ. Đấy, nốt cái này là hết sự cố luôn anh em, nốt thuê bao này là hết sự cố. Được chưa ba? Vâng. Đâu, cháu Hàn rồi mà. Được rồi.